HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Với pha đánh đầu thành bàn vào lưới đội tuyển Campuchia ở vòng bảng, hậu vệ Bùi Tiến Dũng chính là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở AFF Suzuki Cup 2020. Điều đặc biệt hơn cả là tình huống ăn mừng bàn thắng, kiểu bụng bầu, đăng kèm lời nhắn nhủ trên trang Facebook cá nhân khi niềm vui nhân đôi. Tiến Dũng đã để bóng vào bụng, ngầm thông báo vợ của anh là Khánh Linh đang mang bầu bé thứ hai. Được biết, vợ chồng cầu thủ này đã chọn sẵn biệt danh dễ thương là Mochi cho con gái. Chắc chắn, ghi được bàn thắng tại AFF Suzuki Cup chính là món quà ý nghĩa để Bùi Tiến Dũng dành tặng cho gia đình. Trở lại đội tuyển quốc gia là sự kiện thực sự ngọt ngào với Trần Nguyên Mạnh. Và chắc chắn, quãng thời gian này ở đội tuyển dự AFF Suzuki Cup 2020 thực sự là những ngày tháng không thể quên. Và một trong những ký ức không thể quên chính là khoảnh khắc thủ môn của đội đương kim vô địch V-League nhận được những lời chúc mừng sinh nhật từ ban huấn luyện, thầy Park Hang-seo và các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Singapore. Thế nên, dù khuôn mặt có bị úp ánh như thế này, thì Nguyên Mạnh vẫn cười tươi hết cỡ. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.